Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi. Cứu khổ cứu nạn vạn dân bá tánh. Lòng đệ tử của Phật lúc nào cũng bác ái và thứ tha tội lỗi cho tất cả chúng sanh, không thể nói được. Lúc nào Ngài cũng có từ bi và đại từ của Ngài, còn chúng sanh có hay không? Ý cậu muốn hỏi, phải có chứ, học theo Pháp Phật rồi phải có đại từ đại bi. Và hằng hà sa số dạng ức tình thương trong lòng mình, bất cứ thương loài người, vạn vật, tất cả ở trong bầu trời vũ trụ này, từ một cái nhát nhỏ nào mình cũng gợi lên có cái tình thương hết. Bác ái đại đồng chúng sanh không có, khô khan tình cảm, mất đi tất cả những tình thương lân bang. Cùng là nhân loại đồng loại, cùng là giống dòng hồng lạc của mình, mất. Chúng sanh đã khô khan suy huyết của mình, không kiên cường nhẫn nại được, không đại hùng đại lực được. Ba tánh đã mất mát nhiều quá. Vì lẽ đó cho nên phải bị cháy nát hết. Tất cả bà con chúng sanh, anh chị em của mình, nếu biết được thì còn có được chút đỉnh sự tình thương, có một ít nào giọt nước, có lòng đại từ một phút giây, một ít nhỏ nhỏ. Còn không biết thì kể như là mất mắt trắng tay luôn. Cho nên bây giờ phải chịu trong cái hệ thống của quả địa cầu. Người si đồi nay cồn mấy bãi, nay thạnh mấy si, nay dinh mấy nhục. Và lại bị hố hang hầm, cồn bãi núi sông, đủ muôn mặt ở trong cái lòng mình nó đang dậy động và bốc cháy điên cuồng loạn. Sanh tính mê tính đủ điều, rồi sanh đi tử biệt nó sẽ kế với mình, rồi nó cắt không biết. Còn những quý vị đạo hữu anh em, chúng ta đã biết được rồi, thì khi biết được rồi đó đâu có cái gì đâu mà tổn hoại đâu, thấy không? Muốn quỷ diệt mình gấp nhưng không được, để thiên định ý trời và số định của Phật pháp, quý vị có nghĩ được hay không? Như vậy là mình quá tốt đẹp và cao cả hơn mọi người nhiều lắm rồi đó. Tại mình không giật mình và không có nghĩ đến những sự việc mình đang đi, chứ khúc đoạn đường mình đã đi quá dài, còn khúc phục khúc ngắn nữa thì đã tới nơi bến rồi. Hai chỗ của mình đã nghĩ rồi, quay về. Đừng cầu tính, đừng mô mô, đừng mưu sĩ, đừng nhỏ hẹp nữa. Mình sẽ tung mây lướt gió. Mình là một hành tinh phải ra nơi cái thế giới khắc khổ này một cách phẳng lặng, nhánh lẹ, để tống gội những cái trượt bẩn, định dẹt những cái vô minh. Cái lằn mây vô minh đó không thể tả được quý vị. Hằng ngày giờ nếu quý vị có hiểu được thì ráng bằng ngược đầy không thôi. Hiện bây giờ này trong đạo hữu ai cũng nói mình là người tu, như thực hiện ra thì mình tu chỉ có một môn thôi, cũng như có nghĩa là mình học được năm môn có một thôi. Toán phế, văn phế, bò, thì quý vị thấy hai môn đó là hai môn đạo đức mình cũng xuất hiện ra, không có hạnh, nói chuyện ra không có mềm mại, không có đức. Thì mình đã học năm môn mà học được có một hai thì làm sao gộp lại thành bài để mà dự thính trong một buổi này. Phải đầy đủ để thầy chấm cho mình, để mình dự thính điểm cao thấp do nơi thầy, vì Ngài đã gần gũi mình rồi đưa mình sang bên trường bên khác. Trường bên khác đó nói về những việc vô hình, thì chúng ta sắp đến trường học của Đức Di Lạc Vương Phật. Nhưng Ngài không thể xa được. Nhưng phỏng chúng ta cũng biết rằng, nếu biết vậy mà ta không có chấm được hiện bây giờ thì làm sao sang bên kia? Nếu quý vị còn nương náu ở mái tranh nghèo, hay là ở nơi đây và là gần gũi ở đây, hay là ở nhà, ở đâu, bất cứ niết bàn trước mặt ta và nơi chỗ ngồi ta, ta nghĩ nơi đây không phải là khổ đâu, là sung sướng vô cùng. Giờ này trong đêm nay chúng sanh bá tánh đang khổ đọa muôn phương muôn
muôn mối mà ta đã sung sướng vô cùng vậy, ta đâu có lo gì đâu. Lo cái gì giờ? Lo tu không lo, lo gội rửa không lo, lo thắc mắc, lo đòi hỏi cao cả, nói chuyện bất lợi, nói chuyện không đúng với cái chân lý, lo luận bàn bên ngoài, tháo bạo xá làm như mình là rồng phun nước vậy. Thì quý vị thấy có hợp chất vào trong một cái địa lý thiên nhân trong lòng đâu. Ta cũng có tòa án, ta cũng có tất cả. Vì bầu trời vũ trụ nhỏ là ta, mảnh đất nhỏ là ta. Thượng đế chiết ra nhiều phần linh hồn, ta là một linh hồn của Thượng đế. Của Thượng đế. Thượng đế cho ta, ta là một linh hồn của Thượng đế. Phật cho ta, bổn tánh Như Lai. Ta là Phật, sắp tới đây đã thành Phật, đã thành rồi ta cũng sắp thành Phật. Vì nếu ta học mãi thì chuyển cơ qua bên kia ta sẽ học đạo thành chứ có gì đâu. Như vậy quý vị thấy trên đường quý vị đi không phải là uổng đâu. Rất tốt, đừng sợ tốn kém. Phí bỏ những cái sự hư ảo này, ta sẽ đạt lại đạo tâm. Ta sẽ được cái sự trùng cũ tu bổ lại mụn ngôi chùa rất quang vắng. Bị bao nhiêu năm chiến tranh bom đạn tàn phá, hay là bị ruồng bố một cái sự việc chi hay hỏa hoạn đã cháy nát, đã mất đi, hay là bị một cái sự việc gì mà tù trì đã bỏ vắng lặng từ lâu nay, ta đã quay trở về làng, ta sẽ lo ngôi chùa bản thân của mình để thờ phượng các vị, các ngài, các bậc. Thì quý vị thấy đâu có về, đâu có về. Muốn tu không về, muốn sống không thể được mà phải được, muốn giàu cũng đâu có phải mà ai muốn cũng được. Bây giờ hiện diện trong giờ này, Đức cầu cho quý vị biết rằng khi mình muốn gì được nấy mà mình không hay đó. Trời đã ban, Phật đã thưởng cho mình, các cấp thần đã gia hộ liền liền mình gần bên mình mà mình không hay. Mình đánh rơi bỏ mất đi một tài vật quý báu vô cùng. Vì lẽ đó cho nên trong giờ này muốn am tường, nhắc nhở hay là trách mắng, không phải thúc hối, thúc gọi. Để quý vị lao lược lại thêm một phần nữa, để là một ân huệ cuối cùng của những các bậc thiền sinh ở gần bên bần sĩ và được ở trong một vùng đất gọi là Tịnh Độ Quốc. Nói chỗ này là nói chỗ Tịnh Độ Quốc, có nghĩa là làm, sống tự lực, thánh sinh. Tự cải thiện đời sống để làm gì? Để thanh tịnh nhàn du, vừa làm để độ cho tất cả chúng sanh bá tánh trong cái tổ quốc mình. Và mình tịnh độ nơi tổ quốc của mình, gọi là Tịnh Độ. Súng lại tinh thần, đánh mạnh, nhanh lẹ, gội nhừng, sạch sẽ, mát mẻ, vui tươi, vô cùng đặc biệt. Quý vị thấy người ta ăn uống xa xê vật phẩm, những thức ăn món uống đầy đầy tràn, xa hoa, đèn thì lè lẹt màu sắc, màn the chiếu gấm phủ đầy, trong hoa ngàn lá của cuộc đời hư ảo này. Còn quý vị có hay không? Có chứ. Nhưng sự có không ảo tưởng mà sự thiệt, cũng như tinh thần và tư tưởng ý chí của ta, ta không cần ăn dụng bên ngoài này. Ta sẽ bối bộ tâm tư liền liền bằng một cái sự không hư ảo và tư tưởng thiệt tình để trở về với Phật Pháp, để đền ơn cho thầy tổ mình đã lăn lóc biết bao nhiêu kiếp đời. Từ tiền sinh hoặc là đời nào đến hôm nay cuối thế kỷ này rồi, Ngài còn dẫn quá thân kiếp thân hoặc là phóng quang xuống đây để rồi lập lại một hồ sơ mới trong một trường lớp mới để dạy huấn đồng đạo như thế này. Thì đạo hữu nghĩ như thế nào mà không có lăn lóc để qua khỏi bánh xe tạo hóa để cán nghiền nát hết. Giả sử ta chết ta còn mang tội với các đấng thiên liêng nữa kìa. Mang tội với trời đất chiết cho ta một linh hồn. Mang tội với cha mẹ chúng ta đã cấu tạo, sanh trưởng ta ra làm một đứa con. Để ta có đền áp để hiếu đạo của quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ tứ trọng ân chưa? Chưa. Thì bây giờ các quý vị để tu đây là để thành người tốt đẹp đối với ngày mai xã hội mới, thần tiên đưa quý vị đến. Chứ còn chưa phải tu thành bậc Phật Pháp đâu, chưa. Thì phải ráng thánh tình,
để mở cái bầu nhiệt huyết của mình, tâm tư của mình, cái bầu linh dược của mình ra, để tiếp thu vô những cái khí tiết mới của trời ban Phật thưởng cho mình, tiếp thu được những giọt nước từ bi của nước Maha của Bồ Tát, cam lồ của Đức Phật Mẫu Như Trì Vô Cực Đại Từ Tôn, để đem vô bầu nhiệt huyết của mình, bầu linh dược của mình, để sau cứu tử quần sanh, hoặc là cứu mới được. Chúng ta hằng ngày phải có đức độ, vì cái đức đó nó mới độ được quý vị, chứ không thể ai độ được. Ai độ mình được? Phật thần thánh tiên cũng không độ được mình, nhưng mình có đức độ ngày phủ sóng điện để che chở mình, phóng hào che mình một phút giây. Khi mình có ánh sáng, còn mình không có, thì ai? Ai che chở và ai cho? Không có. Học đạo cực bỏ, học đạo cực trốn, học đạo cực khổ, thôi không học nữa thì nghĩ về cho sung sướng. Thì quý vị sung sướng cái cảnh giới này thì khỏi sung sướng cảnh thứ lai, ở trên chỗ cảnh Phật thánh tiên có gì đâu ha. Ăn uống ngon, miệng lành tốt, ngủ êm ấy, thì linh hồn cái gì bị trằn trọc, lăn lóc, bị xô đẩy xuống vực sâu, cái gì có biết được hay không? Cho nên phân tách rõ ràng cho quý vị biết được một con đường dinh này nhục tồn tại sẽ ra sao, gọi là. Chứ nếu mà không cho quý vị biết, để không phân tách được cho mình, thì hỏi mình làm sao biết được. Học thì tối tâm mù lòa, học chỉ thấy cốt tướng tượng, để lại cũng có được cái sự thượng tượng đó, để chúng ta đi cảm tưởng, đi nhìn thấy những cái lịch sử vi tích của Đức Phật và các đấng tiền bối trở lại đây hay là ngày xưa thôi, đó là ta phải làm theo. Nhưng không làm theo, cứ nghĩ rằng lại đó rồi Ngài sẽ xóa hết những cái tội của mình, rồi Ngài sẽ cho mình tiền, Ngài sẽ cho mình danh và lợi, cầu gì được nấy. Hãy gia đình mình mà thấy tổn hoài, nay Phật không có độ. Mà gia đình mình hưng thịnh lên là Phật độ, không phải. Tất cả quý vị phải biết rằng nếu chúng ta có dinh thì có nhục, mà có sáng thì có còn, có mất, có thạnh, có si. Đừng thể hiện ra cho ta là một cái sự khôn ngoan quá đội, và là giàu quá rồi, và là chúng ta đã văn minh tiến bộ lên vượt từng trời, không phải. Nền văn minh nào, tất cả quý vị nào, hay là cái cảnh nào cũng phải chịu suy đồi nay còn mày mất. Quý vị suy nghĩ kỹ đây. Thì trong cái sự việc đó, chúng ta phải cởi mở để hiểu rõ những cái đường, ai là người giáo đạo. Một lót dở lòng nhỏ của mình cũng là ơn của thầy dạy dỗ. Phản bạn lừa thầy, nghịch tử bị dông, nghịch thiên tồn thuận thiên dông, lỗi hẹn quên thề bội ước, dông ân sẽ bị trảm thủ khi lực thiên đã xuống, trừng trị không thể tha được. Vì lẽ đó cho nên hôm nay một lời nói nhỏ không bôi xóa, hứa sẽ bị kề dai. Lời nguyện chung thủy, học đạo ra sao, tất cả cùng chung quy với nhau trong một giờ phút, để quyển chuyển, để thấy biết, để trao đổi, chan chữa với nhau. Rồi khi chan chứa dòng châu ngấn lệ, an ủi đồng đạo tình bạn của mình, để thúc hối trên đường tu học đừng bỏ giờ. Anh ngã em nâng, em ngã anh nâng, chị ngã em nâng mới đúng chứ. So bì để chiến đấu, đánh với nhau đi, tranh giành chấp tướng. Người này hầu vị kia được, vị sư phụ kia được, người này không hầu ông sư kia được, ông thầy kia được. Sư thầy đâu có bắt buộc mình. Nếu sư thầy theo chân lý đúng của Phật Pháp thì chính mình đã là người hầu mình, chứ không có thể để ai hầu mình. Nội bản thân của mình và trong đây mình không làm thì để người ta làm, thì mình còn chi nữa, ta chia sớt hết rồi. Để cho họ có công phu công quả của họ, họ công phu công trình công quả của họ, họ công phu tín ngưỡng quyết liệt trong lòng của họ, có nghĩa là công phu là trực tiếp tưởng Phật, hằng giờ ngày công phu ngồi để tìm hướng về Phật, gọi là công phu. Không phải công phu mà gõ mỏ tụng kinh ở ngoài. Phật đâu có chờ nói đúng buổi đó mới có Phật phải công phu, uống nước đồ này kia nọ. Thưa không, quý vị có hiểu được chăng? Hôm nay bình luận qua những cái sự việc để đưa quý vị thoát qua được hưởng mùa xuân tiết mới.
và an lạc thêm một phần. Ta hỏi trò nay trả lời rằng học hành có chịu sự khó khăn hay là tổn hoài ôi trống thì sao đoạt được lý thi văn. Học hành phải ráng thêm bước nữa, vượt qua dặn nẻo đáng thường hằng để về cửa Phật hưởng mùa xuân. Mãi đến rồi đây tỉnh dậy mừng, học đạo siêu tầm cho đắc hoa. Mặt tình mắt lệ có rưng rưng, dạng dài chút nữa thì sẽ đạo pháp kề rồi sắp chấn hưng. Đừng có biến lười phải hồng hư, học trao hay chữ hỡi đại từ. Phước báo khi xưa nay ta có, đủ đầy đức độ quá cao dư. Đừng ý rồi thôi mãi mất mà, ta phải tính toán cộng với trừ. Cộng nghiệp tội kia bao đời chỉ trừ coi số ấy được 90. Học đạo phải lo thức đêm dài, tâm trí của mình sáng trăng mai. Ngày cùng hướng đạo ta mới rõ chiêu tâm xứng anh tài. Học đạo không tầm hiểu lý chân, đua bơi sắc tương giận với hờn, buồn rầu thắt thẹo thêm mê mùi. Làm sao nước dầm để qua cơn, tình dậy đi trò nay ta nhắc. Mau lo trao chuốt chớ buồn hờn, mặc kệ thế đời ghét chê ta. Học đạo phải dùng nước ma, Bồ Tát Quan Âm nghề gia hộ, gần bên mình chớ hời có xa. Mật tình bá tánh ghét ghen chê, phận ta thủ thiếp hành Bồ Đề. Sớm chiều trao trìa cho trong sáng, học giỏi siêu tâm chớ lê thế. Buổi này sắp tới dự trường thi, trò giáng tình tu sẽ gặp kỳ. Thuốc hối bổn bài ôi sắp lớp, không nên bàn luận để rồi suy. Mê chơi chút nữa thân tổn hoài, thầy phạt phải cam lặng hầu quỳ. Xấu hổ nơi trường ôi lớp lớp, mặt mày sáng đẹp thấy phương phi. Phải bị chấp hành trong khuôn phép, tại ta biến học lại hơi lì. Thầy phạt trò nãy cảnh hiểm nghèo, là mộng đồng đạo đức độ. Giàu sang nhung gấm tu khó được, nghèo tàn nghèo mạt khó mà theo. Bình đẳng đủ ăn trong sức sống, đừng khổ đừng đau chớ giàu nghèo. Học đạo phải cần nhiệt tâm ta, thần lĩnh bất diệt chính thần ta. Chỉ rõ cho trò đâu có hiểu, tưởng đâu linh thinh ở phương xa. Mà tìm mà kiếm ôi ba bài, làm cho tâm trí án mất mà. Tỉnh dậy trò ơi tuyến ta truyền, đúng là ví vị có căn duyên. Của ngày kiếp trước nay tái lời, phải gắng mà tu đặng khích liền.
một bước không lui lời thầy dạy. Nguyên tăng lên được chiếc thuyền tiên, tách rời bờ bến không đỏ khổ, không khẩn không than, chẳng có nguyện. Thức tỉnh rồi trao lý của Ngài, tỉnh tu mới thấy được Như Lai. Mê tu đâu biết gì nữa hả, tu trong chớ dội lý tu ngoài. Ta hỏi trò nãy đến đâu rồi, Phật ở lòng mình hãy xa xôi. Trả lời trong trí đừng nói miệng, thanh tịnh tìm lo chớ bồi hồi. Khi văn giáo đạo ta ban tặng, trò để ở đâu hay mất rồi. Quân cuối còn ta quý hơn tài, tuyền tài vật chất có trăm tài. Chiều còn sáng mất, nào ai biết mê nó rồi thôi hưởng nồng cay. Còn ta khuyến dặn thôi rất quý, sao đạo không lo sớm miệt mài. Để khi phước dạng đâu còn nữa, thì là rõ rệt mới được hay. Thầy quy về cõi bá tịnh rồi, đâu còn gần gũi đạo hỡi ơi. Tiếc rẻ khi nào ta gần đó, mà nhìn không thẳng để rồi xót. Tỉnh dậy tiếp thu tiếng ta truyền, thật là vô lượng lại vô biên. Tiền bạc tuy nhiều mua đâu được, hai sinh hai xỏ hai cướp nguyện. Trò hỡi trò ơi, ở nơi đâu, nơi đây đức khẩu quá đau sầu. Biết đời lưng chuyện đây sắp tới, thiên nhiên đốt cháy hòa điệt, rủi hết tàn rồi đâu còn nữa. Mà người người mãi mãi cứ lo âu. Chánh pháp đạo tâm bỏ không kể, cứ mỉa cứ mai cứ say mê. Bồ đề tâm già không nương tựa, thấy người tầm bá lại cười chê. Sắc tướng bên ngoài đều hư ảo, ta bỏ mau đi chớ có kề. Học đạo bụ sơn của Đức Ngài, thì là tinh tấn rạng như mai. Xôi kinh nấu sự Ngài hay bụi, tâm dạ thuần lương chuốt gội mài. Làm mặn sinh sống thân chất pháp, của tuyền lý biệt biệt lý hai. Trao dồi đạo quả cao như núi, địa ngục thanh lâu khỏi bị đài. Hồn về cảnh tình chốn Như Lai, xác ở cõi này đọa trần ai. Trả nợ kiếp nào mau dứt khoát, nợ cũ trả rồi mới không dài. Tu học đơn côi có một mình, dễ bề thánh tịnh để cầu sinh. Mắt đâu nhìn thấy màn hư ảo, người tới gần ta tâm bùng sình. Họ mang trượt bần để rồi kề, họ kéo lôi ta xuống trầm mê. Đâu có lời nào mà khuyến đạo, lời lẽ của phàm
Hoa chán chê tán tận đâu còn tâm lý trí, chỉ gần thầy tổ có bút phê, dạy đạo hằng điểm đâu có nghỉ, mong cho hồi hướng cảnh xứ quê, thịnh si vinh nhục chẳng có màng. Vào của tuyền muôn cùng dở gian, cho biết không trò nên lắng dịu, một thân một ngựa chốn rừng ta, để tâm thanh tịnh nhàn vô đó, hơn một thanh lâu với kho ta, đạt pháp thần lưỡng ở bên trong. Trời ơi, ta luôn hỡi tuôn dòng, muốn về không được vì thương chung, muốn bỏ bến đò cứ mãi trong. Du khách không về ta lỡ duyên, trăm cay ngàn đắng lặng qua dòng. Chờ mấy kiếp rồi đảo biết không, chờ mãi rồi bởi chiếc xuồng giống, tách rời bờ bến đâu có khách, ta đưa đến bến hỡi đại đồng. Trời trời nên tiếng lót, để thầy khỏi bận hỡi chờ trong. Khách đó ở đâu hỏi cậu thầy, khách tiên, khách Phật, khách của Ngài, không phải khách trần ai mà ta rước. Rước về diễn kiến Phật Như Lai, đò cậu đang đưa chẳng đòi tiền, đòi người đúng bực của căn tiên, đòi kẻ phàm phu thành đạo quả, đòi ai bỏ khổ cảnh nào phiền, đòi chúng về nơi miền sơn bao, gặp Phật thánh thần rạng thiên nhiên. Ta chịu khổ đau chữ cơ bậc, tiền vàng ức muôn bỏ đầy sân, rôm rác kia kìa ôi thành bụi. Ta nghĩ cảnh tiên chớ có cần, tiền của thế đời đâu có ổn, mừng vui tiếp cảnh quá rần rần, sau này cũng hoài trong giây phút, mất nghĩa mất tình lại mất ấm. Tất cả đạo hữu đồng đạo, tỉnh dậy hay chưa? Nếu tỉnh rồi phải tỉnh tâm thức trí, để đón chờ một mùa xuân tuyết mới của trời đất ban phước lành. Phật thưởng cho tất cả các bậc vị Phật tử, cùng là các vị đang tập luyện tu hành hiền hậu, hằng ngày đang trưởng phước gieo ân và tập thành đức độ của mình, công phu công quả cho đầy đủ, để rồi hồi hương trở về đất Phật, để hưởng một sự thứ lai vô cùng trong đợi nhiều ngày tháng đó. Quý vị có biết được thì ráng cố gắng để trao dồi. Hôm nay đức cầu đã mòn mỏn quá rồi, cuối thế kỷ không còn phải lăn lóc nói nhiều hơn nữa, dạn dài nhiều nẻo đơn sơ lắm, quý vị có biết không? Chịu bão tố mưa phong xuống đi chống bến mê trần trượt này, lăn lóc nhiều đời nhiều kiếp tái lại đổi qua, chịu cái sự trượt bẩn của trần gian này phế nhiễu, chê bai cười cợt đùa bẩn đem bán, chà đạp quăng dục, nhưng thân của bần sĩ không thân trách đâu, chỉ thương hại cho những bậc ấy, những vị ấy, những người ấy, những đạo ấy sẽ bị ảnh hưởng thay bần trong cảnh khổ mà phế nhiễu, cười chê bám Phật, khinh bỉ thần thánh, thờ Phật
mà đem Phật bán, thờ thần thánh mà khinh khi thần thánh, phượng tượng thờ trời, hoa la cung kính trời mà phá vỡ bộ máy trời, niệm Phật mà đánh tan ra thành bọt nước. Vì cộng lại mình đang tàn phá trong cái bộ máy trong lòng mình, đó là tàn phá bộ công của Ngài để chiết cho mình một cái linh hồn để rồi xuống nơi đây. Một khối linh quang ấy quá là cao quý tốt đẹp. Tỉnh lại đi, cậu phân bài cho biết rõ nguồn cơn. Tu phải hiểu, tu phải biết, tu tịnh không mê. Còn mê muội làm sao biết được nẻo đường về gặp Phật Thánh Thần Tiên quý vị. Ngày lại ngày quá dạng dài cảnh thương đau hư ảo mà vẫn ôm chầm gần gũi nó, để say mê vô cùng lẫm liệt. Cái gì giữa mình nó tồn tại, hay là cái gì nó đến rồi nó đi, nó còn rồi nó mất. Nó là một bọt nước, khi hộp khi tan, khi vơi khi đầy, khi trong khi đục. Con người thời gian có, không gian có, sống và chết nó sẽ thay đổi. Tất cả những gì đó là của ta, mọi người đau khổ, đói rách, bệnh hoạn, chết chóc, tan thương, đó là ta. Ta thấy đó mà ta không thể xa được là quá giờ. Hiện giờ lỡ, trong kiếp này ta đã đóng một phiên kịch và vai trò cuối cùng, giờ ta sẽ đi biệt bằng một cái tư tưởng ghê gớm, rùng rợn sợ hãi với cái cảnh này, quá thương đau, quá khắc khe, quá ích kỷ, sống quá tồi bài, thấp kém. Quý vị thấy Phật ở trên thiên đàng, còn mình ở địa ngục. Mình phải làm sao cầu xin Ngài rưới bán cho mình một ân huệ để rồi tiếp nối. Để rồi làm Ngài một cái phao mình đang chìm, Ngài kéo lần vớt mình lên. Mình phải tự độ, mình phải tự đạp nước, tự bơi lội theo cái phao ấy một phút nào, để giao phó mặt cho các Ngài dục phao, rồi mình nhận cái phao thì mình chìm chết tự nơi mình, thì không thể cứu chữa được nữa đâu. Nhắc mà nhắc vậy chứ tùy quý vị, tùy tất cả, còn hay mất, ở hay đi, về hay không, tỉnh hay mê thì do nơi mình, làm được hay không do nơi mình. Nghiệp lực cao như núi, nguyện tu đại hùng đại lực, đánh thẳng, làm xong, phá vỡ sẽ hết. Phá bằng gì? Phá bằng dùng một cái đại hùng đại lực chiến đấu để làm việc thiện cho được, làm được việc lành, học đạo cho sáng suốt, phế bỏ tất cả những cuộc hành trình đời này. Ta sẽ quyết chí, lực lượng phải đi cho bằng được, và phải chiến đấu, và phải quyết liệt thì sẽ hết. Những việc làm không nhắc nhở lại khi ta đã làm rồi. Hiền dữ cũng là một gương, xấu tốt cũng là một gương, còn mất cũng là cái gương đó. Những cái bù nhìn mà họ đã làm dữ hung trước mắt ta cũng đáng thương, tội nghiệp cho những bậc ấy đang uống mình để biểu diễn, đóng vai trò quá hung dữ, quá xấu trước mắt mình, cũng là cái khó của họ chứ đâu có dễ đâu, phải không? Cái khó mà làm cái xấu đó cho mình coi, mình coi rồi mình đã bỏ. Rồi một vị làm hiền trước mắt ta là một gương ảnh ta đem vào lịch sử nghìn đời, và gương ấy ta soi, ta học, đừng ta hành theo những cái người đạo anh trước, đạo chị trước, ta là người học đạo đi sao chứ. Đừng chê bai một cái sự khắc khe xấu xí ấy mà chửi mắng hay là buồn phiền, điều đó giúp ta hết. Lành cũng giúp ta đạt được, giữ giúp ta bỏ được. Xấu giúp ta lìa, tốt giúp ta để. Đó là dĩ nhiên nó phải vậy đó. Học đạo phải sáng suốt, tinh vi, phải hiểu, phân biệt rõ ràng. Không nên làm một chuyện mê chơi, đồ chơi xả rác thì không kết quả đâu. Sự hy sinh của mình không có. Tới một sự gì là run sợ hẹn. Có gì đâu. Mình có ăn cướp không? Có ăn trộm không? Có làm một việc gì đối với sái lương tâm mình không mà run sợ không? Vì tôi đã chọn một con đường của tôi. Con đường tôi đi đến một cái sự mục đích hiền lành, tốt đẹp, trong trắng, bình đẳng, tình thương, bác ái rõ ràng. Mà gặp việc không phải, đó là ý trời và Phật để thử thách mình thôi. Có mình có được can đảm nhủ lòng an ủi mình trong phút giây đó hay không?
Nếu bên ngoài quý vị đâu có biết. Vui thì tu, vui thì đi học, buồn dục sách bỏ. Vừa ba bốn bữa đi vô học, bài bổn thì người ta đã tiến mất rồi, mình còn ở lại mà nói ba qua cái miệng thì làm sao kết thúc được. Không kết thúc được. Hôm nay là giờ quá khổ buồn đau thương cho tất cả nhân loại bị sóng cuồng nổi trôi bập bềnh trên biển ấy. Không biết thì cậu ấy cư xử như sao? Nắm hồ sơ không đọc, không diễn hết. Mà diễn rồi, nhưng mà bây giờ còn một phút cuối nữa, không diễn nữa thì cũng tội cho những vị đam mê, đạo hữu, đạo đồng hay tất cả những vị nào xin kính thưa thì đam mê. Đam mê mới tỉnh vậy thì cũng có một phút ân Phật Pháp để gia trì gia ân thì tội nghiệp, đáng thương. Vì sự đó cho nên mới bài hết tất cả những môn lượng để cho quý vị nắm rõ một toàn diện bổn bài để rồi phân tâm. Tu đâu có dễ. Dễ là người ta đã tu đạt quả hết. Quý vị nghĩ đi. Sung sướng người ta việc làm hết rồi. Khổ hành gian cơ. Tìm về lối thoát nhẹ nhàng đâu có sung sướng. Cái lối đó không ai đi được, mình đi được. Mới là hạnh diện hân hoan. Còn phàm nó đi dẫm nát hết rồi thì mình đi cái lối đó để làm gì vậy hả? Chứ cái gì? Bò. Cái gì người không làm được, ta làm được mới là quý, mới là cao thượng, mới là đại. Đại đức, đại lớn chứ, ha? Đại là lớn nhất đó. Còn cái gì họ làm được, ta làm được, thường lắm. Quý vị thấy trên đời này nè. Những vật phẩm bên ngoài cũng vậy. Nếu nó nhiều quá, nó dồn dập thì cái đó nó là thừa thôi. Còn nó không có, nó mới mắc, nó mới đắt giá. Thì người tu mà nếu dễ người ta tu nhiều quá, người ta đắt quá hết trơn rồi, đâu có quý. Mà bây giờ này đang lập lửa, đang cho lấy từng điểm quá cao, trò không thể chiến đấu được gà. Biến đời thì không đi đến. Bởi vì có hiểu được thì ráng cố gắng. Chứ mê ca, mê hát, mê vui, mê đi chơi, cứ vẫn có một cái tâm nghe thấy người ta khen tặng mình quá thích thú và cười cợt phái chí của mình đó, thỏa chí của mình đó. Có khen rồi có chê thì mình đừng có nên mừng. Nếu mà khen mãi thì mừng, có còn thì có mất thì thôi, cũng không có gì hết. Thấy không? Bây giờ chúng ta phải tập sự sống một khối đặc biệt là sự quyết định của ta trên con đường. Nếu ta chọn được con đường đi rồi thì không ai can thiệp được mình, không thể ai xin được ha kéo mình lại được. Còn quý vị mà lỏng tâm, bị ma lôi quỷ kéo lại, kéo sởn lại, thúc đẩy mình, quan nghiệp ấy nó sẽ báo mình. Mà chúng ta không đại hùng đại lực, không thể chặt đứt nó được, cứ để nó đeo đẳng mãi gần bên mình. Ta nuôi nó lần mặt, tai biển với nó, chơi với nó, thì ta sẽ bị chết với nó. Bây giờ phải tách rời tất cả. Nếu đồng chung chí hướng với ta, đồng hành với ta, đồng bạn với ta, đồng ân phúc, sau cùng này thì ta sẽ giao hết tất cả. Còn bằng ngược lại không thì thôi. Phật Pháp nói gì ta nói này, cùng là Phật để những gì ta sẽ trao lại cho quý vị hiểu biết và cho quý vị. Phật Pháp bất dị tha, quần pháp bất dị thân. Đâu có nói thân bằng quyến thuộc được. Xử lực mà. Phật Pháp đâu có tha thứ cho tất cả những người gian kẻ. Phải nghiêm trị bằng bên trong. Vì là đó cho nên hay đạm phụ đôi lời để phụ giảng. Trong mục đích nào ở đây cho tất cả quý vị được biết, hiểu, để siêu tầm qua thôi. Còn kinh giảng ù ơ với dầu nữa thì có gì đâu mà ù ơ với dầu. Mê ca mê hát, giờ cũng mất, giờ cũng ta. Vì trong lượng sống đời này đức cậu quá khổ. Đồng đạo ơi, bổn đạo, thầy đang tái tê trên một sự việc này. Trời có hiểu được, cậu đã khổ dòng châu tuôn lệ. Trò ở đâu bỏ phế thân thầy. Sớm chiều lướt gió tung mây, tìm từng giây phút đổ đầy phút.
cậu đang khổ hiện giờ tấp nập, trò trò không hiểu tâm hao thầy tổ, thương chúng sanh dở bổn mới kề, đưa người thoát chốn trầm mê, nên ta chịu khổ nặng. Trò ở đâu thầy lao xuống biển, có nghe chăng những tiếng vang cầu, cứu người nơi bể chìm sâu, cho nên thầy mới đương đầu. Trò ở đâu nghe thơ ta, ráng làm sao ta đợi mau về, tỉnh đi học đạo đừng mê, thì là mới được xuân xế phản hồi. Trò ở đâu ta ngồi chờ đợi, suốt đêm dài ta gợi sương mây, gợi kêu nấp bóng canh chày, trong hoài trong mãi phút giây lắng mình. Trò ở đâu ta nhìn xa thầm, không quay về nơi cầm bến đò, thầy trong chờ đợi rối lo, sợ rằng giông bão học trò tiêu tan. Trò ở đâu nhẹ nhàng hay nặng, công cầu chờ lội lần bôn ba, suốt năm tháng lùng miệt mà trong mong từng phút đậm đà từng cơn. Trò ở đâu thầy sờn vai nặng, lái lèo giờ bể vắng phúc hồ, bóng tụm che phủ đơn côi, trần gian ly biệt xa ngôi Phật đài. Trò ở đâu không ai không biết, cõi ta bà náo nhiệt, từ cơ thuyền lựng chuyển canh chày, để rồi gối rửa phút giây trần đời. Trò ở đâu ta tới hay tốt lành lẽ rồi quay dột tan qua, nơi này thầy đợi bóng tàn, không về còn mãi dở dang ta buồn. Trò ở đâu triệu muôn vạn ức, bỏ ngôi đài đại lực thần tiên, ở đâu trong cảnh áo phiền, nơi này ta đợi chưa chiếc thuyền lặng ta. Trò ở đâu giữ lành hồn hoài, thầy nơi này dựng trại bao la, đặng sao nối nghiệp mi đạo đà, để trò về được ngôi nhà thới lắm. Trò ở đâu sương mai cách biệt ta, nơi này náo nhiệt từ bi, dặn dò khi bước chân đi mà trò không hiểu từng ly chứ đợi chờ. Trò ở đâu mịt mờ u tối, không nghe ta sám hối hằng ngày, làm sao thuyền nó được quay bên bờ, giác ngang cuồng sải nào thừa. Trò ở đâu bất lương hiền hậu, nơi chỗ này đức
cơ cầu chứ trao, mà không ai hiểu chứ được liền. Nên rồi bị dở chứ chuyết thuyền thương, trò đâu trong cơn hỗn mơ loạn. Bụi cơ hàng cô dép dọn tâm ở không, hay là mê của tuyền đông rồi thôi chìm đắm mình mong ở chưa biển ở trời. Trò ở đâu nay lần khổ quá sợ, biết có mau trả nợ cho rồi hay là dây vẫn tanh hôi. Sau này phải chịu rồi thôi đắm mà. Trò ở đâu ta tìm không thấy, chỉ thấy giờ bóng bẫy xa. Thấy kìa chốn ma quỷ tàn ma, đâu còn thấy được trò là ở. Trò ở đâu trời sầu đất thảm, chắc phong ba bị bám tiêu tàn. Trường đời giới đau dở gian, học thì không học rồi tình tan qua. Trò ở đâu lòng phai sắc bên, tì cách xa còn vẹn hay không. Nơi này ta đợi chờ trông chờ thôi, đến ru bóng là hồng. Trò ở đâu có tu không vậy, nếu bỏ rồi xa bảy hố lang thì thầy khổ sở cuối. Trông chờ từng phút chưa nhẹ nhàng, trò ở đâu ta dành cho đó, dành bạn cho sáng tỏ cơ quyền, dành cho thước ngọc đại tiện, dành cho mà các bậc sự thiên liên cao. Trò ở đâu ngày nay không biết, buổi mơn thàn sắp kiệt chứ không. Ở đông hay lại ở tây, ở nam hay ở bắc chứ canh ở chạy. Trò ở đâu giàu nghèo chi nữa, ở nơi này mở cửa cho giàu nghèo như các bụi hồng, như dòng suối trượt mình mong chứ trôi dài. Trò ở đâu chứ bị đài cực khổ, ở nơi nào giác ngộ hay chưa, ở nơi bên ai sông thưa hay là chìm đắm sớm mà trưa nữ bề. Trò ở đâu đôi câu ta nhắc, ở quê nhà ta bắt chưa nhịp cầu, mau về thoát bến thành lâu trở lên chưa đại Phật khỏi ở sâu. Trò ở đâu ta cho không biết, buổi cơ hàng ta tiếc lắm tha. Ở trong tỉnh hay ở trong sai, ở trong thế lực chưa tiện tài cao, ở trong lớp trong màn bẩn trượt bao nhiêu đời mấy lượt chưa. Tìm trong khôi ốc lặng im, tìm trong chân lý đêm đêm thi. Trò ở đâu mịt mờ quá vậy, ở trong làng bẩn trượt thôi. Cho nên ta nói không rành ta cho không nhận, cam đành phủi. Trò ở đâu không ai không thấy, ở trong đường giữ quý ác hùng. Làm sao thế giới hòa cùng, làm sao biết được chưa đạo khùng nơi. Trò ở đâu canh thâu phức vàng, ở trong đời bè bà, ở nơi cuối bãi chưa đâu ở anh. Ở nơi mà khối ốc chưa chỉ mành
treo. Trò ở đâu trời buồn không biết, đất thảm sầu náo nhiệt không. Ở đông ở bắc ở tây, ở đời dưới Nam Việt giờ này thầy. Trò ở đâu mình mong đãi hài, ở trong đời ý ở lại côn đồ. Học hành không chịu bài phố lý dân, không biết đất tổ đức là. Trò ở đâu đâu gành cuối ở bề, ở trong đời đổ lệ tuôn. Ở trong cái tuyết mê chơi, ở trong buồn khổ chưa tuyệt ở đời. Trò ở đâu quê làng sắp sao, đâu cô về làng đảo như. Ở trong khối trượt ắt ư, ở trong hung bão hoài dư không còn. Trò ở đâu hao mòn thể, ở trong đời hung ác của ta. Làm sao biết được thiên thai, làm sao hiểu được ngày nay. Trò ở đâu ta thời đang kiếm, ở trong đời kính liệm hôi tanh. Ở trong màn lửa chỉ mạnh, ở trong khối trượt tan thành từ. Trò ở đâu trong giây trong phút, phải chỉ trò ta túc cơ màu thì giờ đâu có hiểm sâu. Thì giờ đoạt được đau màu chấn, nay thúc hối vui mừng học đạo. Dù ở đâu cũng tháo cũng ngay, nghiệp đời quá nó đừng dai. Thì trò đất quá Như Lai cận kề, dù ở đâu Bồ Đề cũng vừa. Suốt ngày đừng chan chứa lệ rơi, ở đâu cũng được thánh thơi. Ở đâu cũng có Phật trời, dù ở đâu cũng tình cốt nhục. Tâm tịnh rồi kết thúc vương ba, thì ta sẽ được xông phá trở về quê cũ, chứ hướng nhà báo ở châu. Dù ở đâu đừng sầu đừng khổ, sẽ trở về nhĩ trố qua khai hướng. Thôi sơn báo ngôi đài, gặp mùa Phật Pháp rồi trần ai tiêu. Dù ở đâu cũng nhàn cũng nhẹ, dù ở đâu cũng sẽ cũng thành. Mong đừng nay lời mai dành, dù cho cuối bãi đầu gành cò. Dù ở đâu cũng hiền không giữ, thì trở về thi khử trường khoa. Những lời dạy dỗ của ta ở đâu cũng học vậy mà đắc. Dù ở đâu cũng cần cũng chuốc, đêm giờ ngày thức suốt tham thuyền, thì là giữa đường ngày sau nương tựa bình yên nơi bờ. Dù ở đâu tâm không quyền diệu, khổ thiết ta cam chịu đừng buồn. Thì là mắt lệ trao tuôn cũng về quay lại chưa cội nguồn buồn. Dù ở đâu đừng hờn đừng giận, ghét ghen đừng bận đừng buồn, đó là chân lý. Dù ai mắng chửi cội nguồn ta vắng, dù ở đâu khó khăn cũng chịu. Cực với thầy chút xíu thành thân, ráng lo ly biệt hồng trần, gót chân rửa sạch thánh thần ta lui. Dù ở đâu phối phui trần trước, tiếng vàng vàng mấy lượt thì chờ. Ở đâu cũng được nên thơ, thì trò năng học kịp giờ thấy. Dù ở đâu đức nguôi buồn thảm, đối với người thông cảm cùng nhau. Mến thương bá thánh đồng bào, đó là học đạo rồi mau đó. Dù ở đâu cũng gương cũng sáng, mặt tình đời nhau bán khen về. Đất tiền xứ Phật ta về, tâm tư ta vừa Bồ Đề rảnh ràng. Dù ở đâu đừng mang tội lỗi, suốt đêm ngày sám hối từng cơn.
bán đi đừng có giận hờn, mua thêm đức hạnh qua cơn não đầu. Dù ở đâu cũng trong cũng sạch, Phật thánh tiền ngăn cách hai đường, cho mình về chốn Tây Phương, đừng tạo gian ác ngục dương đắm chìm. Dù ở đâu hàng đêm cũng thức, thấy cảnh trần đau nhức thiết tha, thì mau rốt ráo quay qua, trở về cõi tình Di Đà. Dù ở đâu cũng mau xuất tiến, để mây rồng hãnh diện thần tiên. Khỏi lo này não mây phiền, hay là thế lực kim tiền giả trang. Dù ở đâu đừng mang tội lỗi, thức tỉnh đi sám hối. Là kinh kệ thường hằng thầy bán cho nó khó khăn ráng kề. Dù ở đâu bồ đề cứ giữa tâm của mình, đừng chứa tà gian. Dựng lên pho tượng Phật đàn, tâm mình trị bình an mình nhờ. Dù ở đâu đừng khờ đừng dại, thầy nơi này thầy hãy mừng vui. Đừng nên lắm chuyện bùi hùi, hay là bỏ đạo ham vui. Dù ở đâu cũng lo thiền định, ở nơi nào cũng nhìn chúng sanh. Nó tranh ở bới nó giành, ta nguyện giữ được đạo lành mà. Dù ở đâu cũng rồi một kiếp, quyết tu hành cho kịp long qua. Ở gần hay lại ở xa, ở trong đức tánh phố đà bình nguyên. Dù ở đâu Phật tiên cũng có, ráng tu hành đừng bỏ tâm. Lo trao anh pháp đại từ, lo về cõi Phật muôn dư nghìn trùng. Dù ở đâu ngày cùng cũng sống, miễn đừng lỡ mơ mộng dân tà, hay là nhà cửa xa hoa thước đài cửa còn. Dù ở đâu cũng hiền đừng giữ, đến mây rồng thi cử khó thân. Sáng lo trưởng phước cho bên trò ơi, thầy đợi chưa tha. Dù ở đâu cánh trường cũng học, sự gian nan cực nhọc theo thầy. Thức trao anh đuốc giờ đây, sáng lòa tâm tánh đủ đầy thuyền. Dù ở đâu khó khăn cam chịu, cực giới thầy chút xíu phản hồi. Sau này khỏi bị đơn côi, ở đâu cũng vậy cũng rồi cũng. Dù ở đâu phải sai đừng tờ đừng hỡi, tỉnh đi trò sai bởi cuộc. Ở đâu ngàn dặm chân đi tỉnh mê mê tỉnh, cả thì phân chia. Dù ở đâu canh khuya ráng nhận lời thầy tiếp dẫn đạo trời. Sai mùa vật chất ta thôi, ta sai kinh kệ chiều mới phản hồi. Sai lý đạo tanh hôi ta bỏ, cuồng sai đời bí ngõ mất đường. Sai xưa nồng nhiệt tình thương, sai về nơi cảnh Tây Phương Phật ở trời. Sai thú vị cái đời tốn mất, sai tinh thần rượu chất bêu ngon, thì sao xác thế không còn, hồn kia phải chịu hao mòn còn đâu. Sai tủ điếm thanh lâu trà phía, sai của thiền thủy chí nghinh ngang, làm sao thấy được Phật đàn. Hồn kia đắm đuối rồi thàn ra. Sai vật chất giàu to cung cấm, sai giường ngà chiếu ấm thiêu hoa, hồn kia phải chịu đỏ xa huỳnh thiền chôn dấu. Vậy mà sai hỗn loạn rồi cầm tù hận, sai đèn quả tinh tấn phe người, sai xưa phế nhiễu chơi người,
làm sao biết được phước dư tồn đời. Phải trà số đắm thời bóng bẫy, sắc tiền tài lộng lấy đẹp xinh, sai xưa cho đó phí tình, sau này đến việc thú rinh vào. Tài xưa đó vui mừng thấy đó chiều mất tan, không rõ cội nguồn. Sai xưa ức giải triệu muôn, vui sáng rồi lại trưa buồn đau ấy. Nay thầy ở đông tây nam bắc, chuyện càng khôn bí ngặt thầy theo, sợ rằng thuyền nó dở neo, trò tu không kịp hiểm nghèo gian cơ. Thầy đang ở bên bờ giác ngàn, xóm tới chiều làm bạn vô, có cây là bạn trên đường, tình thương mấy gió dọn đường búp cơ. Thầy đang ở hiện giờ khổ lắm, ngày giữ đêm mua sắm phước âm, đặng gieo đặng rải hồng trần, đặng ban cho chúng ngồi gần thớ lai. Thầy đang ở trăm cái ngàn đắng buổi quân thàn, chưa đặng yên thân, trò ơi sao chẳng chịu gần, xớt chia thầy tổ trăm phần thế lương. Thầy đang ở trong đường ma quay, búa trăm phương ôi hải nghìn trùng, trò ơi sao quá lạnh lùng, không chia thầy tổ ngày cùng hòa vui. Thầy đang ở bụi ngùi xa xứ, ở trong tòa bạch tự tâm, thầy ở trong một ngôi đình bị giam bị hãm ngục hình trần nhớ. Thầy đang ở bên thơ đồ trần, ở trong nguồn tinh tấn tinh di, để rồi kiếm lại bài thi đưa trò, từng bước từng ly phản hồi. Thầy đang ở ôi thôi quạnh quẻ, tuyết sương chiều lạnh lẽo hoang vu, thầy ở trong khối lo tu, thân này thì lại ngục tù trần nhớ. Tâm sáng suốt minh thơ đang khởi, ở trong màn thế giới Di Đà, đâu ở cảnh giới phù sa. Trò ơi ta đợi quê nhà Nam Ba. Hôm nay Đức Cậu phân biệt cho tất cả quý vị biết được trong ngày thầy ở đâu và trò ở đâu. Như vậy cũng thọ mạng lắm rồi, có phải không vậy tất cả chư quý vị cùng là ví đạo hữu đồng đạo, dù ở xa ở gần thầy cũng vậy, ráng cố gắng làm sao cho đoạt thành quả nhiệm. Trong phút giây này còn lưu lót một đôi câu, đó là phần an ủi sau cùng, chứ không còn bàn chuyện gì hơn nữa hết. Phải phân biệt cho tất cả quý vị biết rằng trò hiện giờ ở đâu. Chứ có nhiều vị hỏi ở xứ này sang xứ kia, không phải vậy đâu. Ở trong cảnh thứ lai màu nhiệm nhất mà quý vị không hiểu biết được. Thì bây giờ phân biệt cho mình biết được trò ở đâu, còn thầy ở đâu. Như vậy là tất cả thông cảm rồi, biết được rồi. Thì vậy ta phải mau trở về nơi chỗ thầy của mình. Nơi chỗ thầy là chỗ phân biệt đó. Chứ đâu phải nói rằng ở Đông Tây Nam Bắc, ở chỗ này chỗ kia, đâu phải vậy. Thì tất cả quý vị thấy không, trên đời này đối với tất cả cùng nhau quá lạnh lẽo, quá hung ác, quá tàn bạo mà. Khô khan tình cảm, mất hẳn tình thương. Mất đi một đồng tiền căn bụi trước của Đức Phật Ngài và ta đã có. Tiền đời ta đã có, tiền căn ta đã có, tiền phước ta đã có, tiền duyên ta đã có. Chứ đâu phải không? Cho nên hôm nay quý vị xuống chốn này đây là căn tiền quả trước quý vị được. Ngày hôm nay phải ráng làm sao để trưởng lại một phút nào, để rồi hồi quê được trong đêm nay giờ này, để chúng lệnh trang buồn thảm muốn gặp tất cả. Nhưng thôi, đành cam chịu, tạm gác, để rồi thầy
dinh du ẩn ẩn dạng ngày qua để trao thân. Trời ơi, giang dặm chốn sơn tập, thầy ẩn mất rồi đâu còn nữa. Để cho trò hiểu để rồi cân, muốn gặp đức ngài đâu có có. Ngày xưa gần đó chẳng có cần, bây giờ vắng biệt cành thới lai. Trò ơi ráng miệt mài, xuôi kinh nấu sự ngày hay bụi, học cho thành đạo được như là. Dạng cảnh phù sa dạng cảnh tàn, trò hiểu chứ trò ráng mà xa. Sáng xứ Phật đại sáng đất Phật, đừng sang thế khổ chịu vỡ vang. Sang sẻ niềm vui với đạo đồng, tặng cho chân lý đoạt tâm không. Quyền diệu niết bàn người đâu biết, vô tư cảnh Phật đợi chờ trong. Quanh liệt rồi về chớ bôn ba, tâm tư tư lự với yêu thàn. Nhảy nhót mê trần rồi cũng mất, đắm đuối nuôi mầm với xa hoa. Tốn hoài một hồi đâu có biết, đền vàng phước ngọc giới cũng ngà, cùng đồng mất mát hết trắng tay. Quả nghiệp ngày xưa quá tạo dai, nợ cũ không tròn giấy nợ mới, bây giờ phải hưởng cảnh đắng. Phải biết hối thân để nguyện cầu, thì nghiệp tiền xuyên có cao sâu. Chặt đứt đại hung cùng đại lực, trọn bề ta hết hỡi từ lâu. Dù cho nghiệp ấy quá cao dài, quyết tu đoạt pháp hành của ngài, nghiệp kia biến mất đâu còn nữa. Bây giờ nở mới chẳng thèm dai, nguyện trả kiếp này cho hết hay, đặng rồi trở lại chốn Phật đà. Trò tình hay chưa ta đã truyền, truyền lời bí pháp của thần tiên, nhiệt quyết của thầy xưa tái thế. Trò đừng nghĩ cậu quá là điên, điên của Phật trời đã say đi, xuống trần quá khổ với hiểm nguy. Trời ơi nào có biết, điện sai điện điện đúng thời kỳ. Trời ơi nhìn được không, nhìn chỉ bóng bảy sắc trận hồng, nhìn ngoài sắc tướng đâu có biết, phải nhìn chân lý ở bên trong. Thấy ta mới biết ở nơi đâu, tự giữ trần gian hay coi nào. Sức thân khắc khổ ôi cam chịu, thức trắng miệt mài giả cánh thâu. Có hiểu lời ta lý học rành, học đạo tiến trường bước cho nhanh. Không gì quỷ được đâu mà sanh, luận bàn học đạo rạ. Hôm nay Đức cầu cho tất cả quý vị hiểu biết nhiều lắm. Trong cuối thế kỷ và cùng niên hôm nay cuối đó, mong tất cả quý vị phải ráng cố gắng trong bước điều hành của mình, đừng để làm phiền não đức ngài nữa. Và kim thân sắc thể của ta cũng là người phàm trược, nhưng cách xa quý vị cũng ngàn dặm thôi. Ráng cố gắng làm sao cho bằng được trong buổi lâm nguy này. Điều đó là điều cậu đang mừng vui hớn hở. Trong một kỳ này, đạo pháp gần chấn hưng, nền Long Hoa sắp khai mở, Phật pháp sắp an vị trí tại miền Nam nước Việt hoặc là trung ương của Nam Phương Thánh Đức rồi. Quý vị có hiểu được hay không? Vì lẽ đó cho nên mong tất cả các vị ráng tu học huấn luyện lại mình cho chu đáo. Đừng phải dùng cửa miệng không tốt. Ráng cố gắng chu đáo trong một ngày này. Điều đó là bữa nay băng tặng cho quý vị nhiều ân huệ sau cùng không thể nào trả giá mua được bao giờ đâu.
phải coi, phải hiểu, phải lo, phải biết có thể tiến bộ bằng một cái bộ máy mới hay còn lè nghè như ngày xưa. Thì mình đã tiến lên rồi, đã xúc tiến mau rồi, đã trở về sắp phản hồi rồi. Còn mình còn ở lại thấp kém, làm sao đi theo thầy chưa kịp. Cho nên bây giờ phải ráng cố gắng. Trong giờ này ta đã mòn mỏi lắm rồi, ta đã muốn ly thân đi trở về cõi tịnh rồi. Một phút xảy tai rồi quý vị kiếm không có được thì oan uổng biết bao nhiêu không? Thầy nói tròn à. Một phút đi thôi, ta phản hồi dạ từ bổn đạo chốn trần. Hết nghiệp quả căn thầy lui bước, đâu còn nhớ nhẫn chốn bẩn tội. Đau khổ phân ly cách xa trò, tại vì bài bổn chẳng có lo. Xong dịp phàm trần ta về tới Tây phương cực lạc đắng ha khó. Một phút đi rồi ta lui chân, trở nơi bảy núi cảnh thực sơn. Mầu nhiệm kia kìa trò không biết, cảnh đẹp ai bằng ai lại. Thất sơn màu nhiệm sẽ quá lâu, các nước bên ngoài giảng ngũ châu. Thập bát chư hầu đều rung sợ, tỉnh dậy ôi thôi quá lắc. Đẹp thôi rất đẹp quá vô cùng, thất sơn màu nhiệm chẳng lãnh lùng. Hào quang chói rọi ôi khắp cả, làm cho các nước phải phục tùng. Thất sơn màu nhiệm lô kia kìa, trò hỡi trò ơi gấp mau dìa. Quay về nguồn cội nơi sơn báo, đừng để nay mai bị kích chi. Thất sơn màu nhiệm sẽ xử phân, kiểm diệt mau đi chúng hồng trần. Tòa án thiên đình đã xuất hiện, giữ hồn giữ xác lại giữ. Sử biên thất sơn gấp đây rồi, trò ở nơi đâu hỡi trò ơi. Về gặp được ngày trong giây phút, kẻo bị gian nguy ắt sẽ trâu. Ta dạy đêm nay hết lý bài, chờ đừng hỏi nữa bớ trần ai. Hỏi chi khe khắc với thầy tô, dỗ về từng biên hỡi từng bạc. Học ráng chăm lo để vào trường, học tu học đạo có tình thương. Miệt mài nỗi sự ôi đừng bỏ, đừng tập theo đoàn kẻ bất lương. Thầy bỏ làm sao còn tồn tại, thầy dắp dáng dài cánh gió xưa. Ta nhớ đời ta đã xa lìa, xa nơi cảnh Phật hỡi canh khuya. Hạ phàm giây phút ôi đỏ khổ, nay mai rảnh việc ta sẽ. Ta nhớ lại thôi cảnh thư lai, vì dân lệnh Phật phải chịu đài. Ngục tiền chốn nhốt ôi năm tháng, bây giờ thuyền nó sắp ta quay. Đừng có cản chi ôi bá tánh, bao năm tháng lụng qua ăn mày. Nào ai biết được lý của ta, biết được là thương quá đậm đà. Của Phật thanh tiên ngày ban xuống, đâu cho thứ quỷ lại tà ma. Cho người thuyền đạo đạt đạo nhân, mà người không sớm để chuyên cần. Bỏ quên thì mất đâu còn nữa, làm sao giữ thủy được tân dân. Ta đã xuống đây mấy kiếp rồi, trò tỉnh đi trò để rồi coi. Giảng tuyển đơn sơ đâu có, giờ này phải chịu quá thiệt thòi. Ta đã là ta chớ quay, ta tỉnh ta tu chẳng có sai. Lệnh lĩnh Phật trời ta thay thế, cho nên dám cãi ắt ra bài. Để răng để quấn để dạy người, dạy chúng mãi hoài cứ dễ ngươi. Bây giờ trời trị đâu xin được, khổ lắm tới rồi đợi nghe ngươi. Thôi được rồi, trong giờ này cậu xin kính nhắn cùng là gợi một đôi lời này cho tất cả đạo hữu để rồi tu. Cậu đâu có gì để ban tặng cho tất cả quý vị đâu, chỉ có tinh thần và tư tưởng này và một cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, và cũng đem cho quý vị một cái sự hiền lương chân chính và học vấn thôi. Phàm phu thì quý vị đã có vật chất phủ đầy để ban tặng và giúp đỡ nhau. Chứ về trong Phật tánh, trong một nguồn duy nhất của tâm lý chân lý, quý vị chưa có, phải làm sao cho có tới đây. Bây giờ có ít lắm, phải tìm thì có rất nhiều.
để rồi sau này trở lại để đền ơn cho thầy tổ của mình cho xứng đáng và thọ những ngày trong đời. Bến vắng thiền xưa cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn nguyên vẹn, đâu có mất đâu. Mà quý vị, chiếc thuyền đã bơi về rước đạo, đạo không có, thấy không? Chê khen, chấp tướng, trong đời chờ mòn mỏn không thấy, thấy sao được? Những cái du kỳ nào cũng phải thay hết, những hồ sơ bổn, bài mới mới hết mà con sao được? Những em bé hồi xưa nói về người đời học cũng bổn bài khác, bây giờ cũng con đang học gì nhưng mà phải chuyển qua cái bổn bài khác rồi. Thấy chứ, hồi xưa dễ học quá, bây giờ khó học quá thì bỏ, đâu có gì đâu. Thấy không, quý vị sáng cố gắng chuyên cần. Ngày giờ này cậu đã buồn lắm rồi, đã mòn mỏi lắm rồi. Không có một nguồn an ủi nào gọi là xứng đáng để rồi tạo cho mình một cái sự việc ở đây để còn gượng lại với chúng sanh ba tâm.